Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại khu vườn của anh Chí ở bên cái căn Cần Thơ này anh em. Thì ngày hôm nay anh Chí tiếp tục giao lưu với anh em một số gốc mai nha. Thì dù anh em nào thấy anh Chí báo giá mà ok, hợp lý, vô phơm mình cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Chí nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề nha anh em. Lại mình nhắc lại với anh em là những cái clip nào mình gửi số điện thoại xuống anh em, mình không còn số điện thoại trên tiêu đề nữa, thì những cái clip đó người ta đã giao lưu thành công hết rồi nha anh em. Bây giờ mời tất cả anh em tham quan gốc mai đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi anh Chí ơi, cho anh em biết vị trí mình đây đâu luôn ha anh Chí. Ở đây phòng 7 Thành Mỹ, cầu Cây Răng, cái cầu Ấp Mỹ, Cây Răng, con cầu. Ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em như gốc mai ha anh Chí. Hôm nay giao lưu với anh em là 4 gốc. Dạ, 4 gốc mai ha anh. Rồi đầu tiên quay cho anh em cây mặt số 1 nha anh em. Quay hết cho anh em một vòng. Cây này mới đem về ha anh Chí? Cây này mới đem về. Mới luôn anh. Cây mặt số 1 này chiều cao mình khoảng nhiêu anh? Khoảng chiều cao khoảng 2m2. 2m2, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang này khoảng 2m5 ạ. 2m5. Mặt bông sao anh? Bông này 5-7 cánh ạ. Cái này cành này dư mình cắt ha anh chứ? Dư nhưng mà nó hai thân mà lên đây nó trừ lỗi rồi. Dạ. Đây anh em quay hết cho anh em chồng cái này mình về mình dưỡng lại ha. Cái này thì đế biết mà, đế bụng xứ vậy. Rồi xuống đây là nó có cái bộ đế nè, anh em thấy là bộ đế là bung đều hết bốn mặt nha. Này cũ nở mà đế đặt nha anh em, thích gịch với nhau anh em ơi. Đây anh em, cũ xưa đó người ta trồng ở trong cái chậu. Cái chậu đó, người ta thể đắt. Thân sắn ha, thân sắn nha anh em. Này, thân hơi sắn nha, dặn như dặn bột. Đây bỏ xuống hết luôn. Anh để hai bàn tay vô luôn anh Chí cho anh em xem cho dễ anh Chí. Đây nè anh em, nguyên cái bệ đặt nè. Đây nó đặt cứng ở dưới còn không anh? Thì nó xuống không á, cây này là nó xuống không á, bởi vì anh vấn cái bộ gọn là nó cắt xuống không à. Đây nè, nguyên cái bệ đế này nè, bung đều hết nha, quay hết một vòng nha anh em. Quay hết một vòng qua cho anh em xem hết chi tiết cái ốc này. Nó có xuống hết luôn à. Dạ. Nói chung là thảy quặm xuống hết á, ra nó quặm xuống hết nha anh em. Đây. Đế này là nguyên bệ nè. Cây này mình về mình nuôi lại anh em ơi. Tương lai á. Thân sắn nha anh em. Rồi anh Chí đo thử thông số cho anh em để anh em xem chi tiết luôn chứ ơi. Sát có rễ nha anh em. Quanh 56 anh em. 56 quanh. Rồi. Cái này nó đo nó xuống chút nữa, nó nở kìa đó, nó 60 á. Rồi. Rồi nguyên cái nồi để đặt luôn anh Chí ơi. Cục đặt. Cục đặt này 103. 103. Rồi mình đo thoát thân luôn anh Chí ơi. Hết cái nồi nè, cái đờ nồi nè. Nồi này nó như đặt 150 á. 150. Rồi mình đo thoát thân nó khoảng nhiêu anh Chí? Cái này độ thấp thân 43. 43. Cây gần năng anh em. Rồi. Cái này là nó còn 53 nè. Lên tới đây là hoành còn 53 nha anh em. Để bung đều. Cây mắt số 1 này thì mình giao lưu với anh em giá khoảng nhiêu anh Chí? Cây này anh giao lưu với giá 45 triệu bao ship 200 km. 45 triệu anh. Cái này con này test chơi được nha anh em. Hỗ trợ ship cho anh em là 200 km. Anh em mà thích mình có thể liên hệ nha. Cây này anh em đem về anh em dưỡng tương lai nha. Bộ đế quá vip anh em ơi. Rồi mời tất cả anh em xem gốc tiếp theo nha. Rồi gốc tiếp theo anh em, cây mã số 2. Quay cho anh em một vòng nha chứ ơi. Cây này nguyên cái cũ giống cụ sứ anh. Giống cụ sứ. Đế đặt hết trơn nha anh em. Cây này mặt bông sao anh Chí? Cây này 579 cánh à. 579 cánh ha. Này nó lên xù nhẹ nách nha anh em. Đang lên xù anh. Đây quay mấy cái mảng cho anh em xem nha, cây này khá là hay nè, để chút xíu mình vô mình nói sao nha. Đây quay cho anh em mấy cái mảng đang bể xù nè anh em. Như mình nhìn phía bên đây anh em, giống như hình người anh em, quấn lên như nè. Anh em thấy không? Có hai cái chân nè, đưa lên trên, dài lên nha, từ trên dài xuống nha. Đây cái mặt bên đây thì nhìn giống y chang hình người nè. Cái này chiều cao 115. 115. Còn anh em nhìn phía bên đây anh em, giống như mà con rồng mà nó ôm cái trụ anh em. Lắc đây nè. Dài xuống. Rồi bộ đế anh em, quay cho anh em một vòng của cái bộ đế nha. Bông này thấy chưa anh Chí? 579 cánh à. 5 cánh đến 9 cánh anh. Bông khách nha anh em. Có cò khá hay ha, cuốn lên anh em. Lắc cây. Đang lên xù. Đây nhìn y chang như hình người luôn anh em. Đây quay cho anh em xem nha, y chang luôn nè. Rồi mình đo thông số cho anh em để anh em tham khảo luôn anh Chí ơi. Này đo hai vị trí thì 52 nha anh em. 52 quanh. Rồi. Cho đo nở chút coi. Nó 62. 62 quanh. Rồi, cái cũ đặt luôn đi. Nồi đế bao nhiêu là cái bầu nhiêu nha anh em? Đo cũ đặt này nó 105. 105. Hoành đế này, nồi đế này nó quặm xuống hết nha anh em. Khoảng 107. 107. Rồi anh Chí xây một vòng nữa chứ ơi.
cho anh em xem chi tiết lại cái bộ đế gốc này. Cây này dưỡng tương lai nha anh em, vài năm nữa tàn tán này kia ra tạo ra thành phẩm thì cây này giá trị nó cao nha anh em. Rồi cây này thì mình giao lưu với anh em tầm giá nhiêu ha anh chị? Bao xếp 200 km là 25 triệu nha anh em. 25 triệu hỗ trợ cho anh em là 200 km, bao ship trong phạm vi là 200 km nha. Giá khá là dễ chơi anh em ơi. Rồi, mời tất cả anh em sẽ gốc tiếp theo nha. Gốc tiếp theo mã số 3 nha anh em. Cây này tứ quý nha anh em. Cây lâu năm trên chứ? Cây này trong nhà nó khoảng 40 năm rồi đó. 40 năm anh. Đế này đế giữ luôn anh em. Cục cục chứ. Đế với đặt kẹo anh em ơi. Đế bùng đều hết nha anh em. Đều bốn mặt hết. Cái gói cục cũng khá là hay nè anh em. Nó đùi hết luôn. Tứ quý mà nó đế khó kiếm đế vậy lắm anh em. Mình đo thử cái chiều cao khoảng nhiêu anh chứ? Cái chiều cao nó 1m15. 1m15 nha anh em. Rồi hoành luôn đi chứ ơi. Cây này ghép cúc hơn là ok nha anh em. Dạ. Yeah. Cây này ghép kia cành có đủ luôn nha anh em. Có cành phóng này cũng hay lắm. Này về ghép tứ quý là ghép mạnh cây lắm hả anh chị? Cái này ghép cúc hơn vô bông nó đẹp lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ hàng này cũng hiếm à. Tứ quý giờ sạch rồi. Lâu lâu được cây. Nhiêu anh? 54 hoành. 54 hoành nha anh em. Hoành chuẩn luôn anh em. Dạ. Yeah. Bỏ nhánh tử ra luôn nè. Cây này nó nở lắm, cho đâu xích xuống cái nở này. Nhiêu anh? 61. 61. Rồi, anh quên anh Chí quay một vòng nhẹ đi chứ ơi. Nguyên cái khối đặt hết nha anh em, để đặt kẹo rồi anh em ơi. Bắp bắp. Bốn bên đều như nhau hết anh em ơi. Cái này chỉ cần ghép cục cơ hương vô là ngon lành luôn. Dạ. Bầu bao nhiêu đéo bao nhiêu anh em ơi? Nói chung là như vậy. Cái bầu đường kính 72. Rồi cái số 3 này mình giao lưu với anh em giá sao anh chứ? Cái này giao lưu với giá là 25 triệu, bao xếp 200 km. 25 triệu cho anh em, bao bao ship cho anh em là 200 km. Tứ quý chỉ cần điều mà đế thì đẹp này khó kiếm hơn anh em, thường thường đế nó yếu yếu. Dạ. Rồi góc tiếp theo anh em, mã số 4, góc cuối cùng của ngày hôm nay nha. Cái này chiều bay mình ra khoảng nhiêu anh chứ? Cái này chiều bay khoảng 2m, 3m rưỡi anh em. 3m rưỡi. Tán ngang ra khoảng nhiêu anh? 1m2. Đây anh em quay nè, mặt bông này mình thấy chưa anh chị? 5 7 cánh bông khít nha anh em. 5 cánh 7 cánh bông khít nha anh. Đây quay hết cho anh em một vòng của cái gốc này nha. Cái này mình chơi gì cho nó hợp anh chị? Chơi mình dán bay. Bay hả anh? À. Dưới mình để cái hồ á anh. Để cái hồ, cái này về trồng đổ chút không được. Hôm trước thấy anh kia anh đem cây bay vậy, anh làm cái chậu hình cái thuyền á anh em, nhìn khá là đẹp nha. Rồi anh đo thông số cho anh em tham khảo thử cái gốc này sao á anh Chí. 60 anh em ơi. Rồi quanh là 60 nha anh em. Cái này nó nở thêm thôi, xuống xịt cũ đặt luôn á. Nó 70. Rồi quay hết cho anh em một vòng ở phía dưới của cái bù đế nha. Độ thấp thân là 50. 50. Cây này rất nâng anh em lên, trên này còn 50 nha. Rồi cốt cành một kìa là sao anh Chí? Còn để em đo 28 nha anh em. 28. Rồi quay cho anh em lại một vòng của cái gốc này nữa, cái anh Chí báo giá chi tiết cho anh em xem. Cây này tàn tán ok, thành phẩm cây rất là đẹp nha anh em. Cái này nó thiếu một cái tiểu cảnh nhỏ, cái này mình có thể mình đem về nhà mình chơi. Anh em nào chuyên mà phái bên cây bay mình có ý tưởng nha anh em. Rồi cây cuối cùng ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em giá sao anh chị? Cây này em xếp 20 km là 35 triệu nha anh em. 35 triệu hỗ trợ anh em là 200 km. Anh em nào thích thiện chí có thể liên hệ với anh Chí. Rồi cuối video mình nói với khán giả thôi anh Chí. Mong chú cô chú bác gần xa ủng hộ em mấy lâu nay. Mong đón xem clip này ủng hộ cho anh Chí mau lẹ. Rồi. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.